Tin nóng bóng đá Việt 26/7, Huỳnh Như thêm cơ hội trở lại châu Âu, thủ môn Việt Kiều quay lại Việt Nam. Tin nóng bóng đá Việt 26/7, Huỳnh Như thêm cơ hội trở lại châu Âu, thủ môn Việt Kiều được ba câu lạc bộ V-League theo đuổi, Minh Vương không rời Hoàng Anh Gia Lai. Câu lạc bộ muốn chiêu mộ Huỳnh Như sắp có huấn luyện viên mới theo những nguồn tin thân cận. Hiện Huỳnh Như đã nhận được sự quan tâm của ba đội bóng ở Bồ Đào Nha. Đầu tiên là câu lạc bộ Estoril, đội bóng vừa giành quyền thăng hạng mùa giải năm nay, cùng với đó là Damer Iense, top 4 mùa giải vừa qua tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha và sau cùng là đội nữ Porto. Trong đó, câu lạc bộ Estoril đã chia tay huấn luyện viên Renato Fernandes. Theo báo chí Bồ Đào Nha, nhiều khả năng Estoril sẽ bổ nhiệm huấn luyện viên Tom Aestengarina, người từng dẫn dắt SC Braga. Ông Tom Aestengarina là huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, từng dẫn dắt nhiều câu lạc bộ như Damer Iense, Amora, Torinese. Thủ môn Việt Kiều trở lại Việt Nam. Thủ môn Patrick Lê Giang trở lại Việt Nam sau thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình ở Slovakia. Đã đến lúc phải nói tạm biệt Slovakia. Thời gian rất ngắn, nhưng tôi rất biết ơn vì những khoảnh khắc bên những người thân thuộc nhất của mình. Việt Nam, tôi đến đây, thủ môn Việt Kiều chia sẻ trên trang cá nhân. Nam Định, Can và Bình Dương được cho là khao khát sự phục vụ của Patrick Lê Giang. Ở mùa giải trước, Patrick Lê Giang bắt chính 25 trận, có 9 trận sạch lưới và chỉ để lọt 24 bàn, góp công lớn giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đứng hạng 4 Trung Quốc. Minh Vương ở lại Hoàng Anh Gia Lai. Theo VTC News, tiền vệ Minh Vương sẽ tiếp tục ở lại Hoàng Anh Gia Lai. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã thuyết phục cầu thủ sinh năm 1995 ở lại đội bóng phố núi mùa tới. Trong những năm gần đây, nhiều ngôi sao đã rời Hoàng Anh Gia Lai như Văn Toàn, Tuấn Anh, Hồng Duy, Công Phượng và Xuân Trường. Trong đó, Tuấn Anh, Hồng Duy và Văn Toàn vừa giành chức vô địch V-League với câu lạc bộ Nam Định. Về phía Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng này vẫn chưa công bố tân binh nào. Họ mới chỉ giữ chân Jairo và Phan Đình Vũ Hải. U19 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á vào tháng 9 tới. U20 Việt Nam sẽ bước vào vòng loại U20 châu Á 2025 tổ chức tại sân vận động Lạch Tray, Hải Phòng. U20 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với U20 Syria, U20 Bangladesh, U20 Bhutan và U20 Guam. U20 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U20 Bhutan vào ngày 23 tháng 9 tới. 10 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất cùng với chủ nhà U20 Trung Quốc sẽ tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2025. Do vậy, U20 Việt Nam tràn đầy cơ hội góp mặt ở giải châu Á. Hồ Tấn Tài tiết lộ mục tiêu với câu lạc bộ Bình Dương sau khi rời Can, hậu vệ Hồ Tấn Tài đã chuyển tới câu lạc bộ Bình Dương. Hồ Tấn Tài gần đây chia sẻ khi làm việc với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, thực ra thì đối với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, bây giờ tôi quay lại câu lạc bộ thì lại được làm việc với thầy. Trong thời gian khoác áo U19 Việt Nam, tôi cũng đã có cơ hội làm việc với thầy Tuấn. Do đó, tôi cũng cố gắng để tiếp thu những gì thầy chỉ bảo, cũng như cùng đội bóng đạt được mục tiêu cao nhất ở cấp câu lạc bộ. Hồ Tấn Tài khẳng định, bóng đá thì chưa nói trước được gì nhưng kỳ vọng của cá nhân tôi, cũng như tất cả cầu thủ, ban huấn luyện và lãnh đạo Bình Dương đều hướng đến mục tiêu cao nhất ở mùa giải tới là nằm trong top 3 cho đến vô địch.